Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hòn Thái Sơn Văn Học và Đạo Đức, trích từ quyển Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Điển, soạn giả giáo sư Trịnh Vân Thanh, soạn giả ấn hành ngày 6 tháng 10 năm 1965, và quyển Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nhà Thơ Triết Lý, soạn giả Lê Trọng Khánh và Lê Anh Trà, ấn hành năm 1957. Trong nền văn học Việt Nam thế kỷ 16, Nguyễn Bỉnh Khiêm chiếm một địa vị rất quan trọng. Ông là một thi sĩ, một nhà đạo đức, một triết gia, phối hợp tinh túy của cái học uyên thâm Nho Lão và Phật. Cái thuyết học phức tạp và độc đáo ấy đã ảnh hưởng rất lớn đối với các nhà nho, nhà văn và nhà thơ Việt Nam suốt hàng thế kỷ qua. Thơ và Sấm Trạng Trình được dân gian truyền tụng rất nhiều cho mãi đến bây giờ. Nguyễn Bỉnh Khiêm, tự là Hạnh Phủ, quý là Văn Đạt, hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ. Ông sinh năm Tân Hợi, niên hiệu Hồng Đức thứ 21, năm 1491, tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, tỉnh Hải Dương. Ông của Nguyễn Bỉnh Khiêm là Văn Tĩnh, về sau được nhà Mạc truy tặng là Thái Bảo Tư Quân Công. Thân sinh là Văn Đình, được truy tặng tước Thái Bảo Nghiêm Quận Công, sung chức Thái Học Sinh, hiệu là Cồ Xuyên Tiên Sinh. Thân mẫu của Nguyễn Bỉnh Khiêm họ Nhữ, là con gái của quan hộ bộ thượng thư Nhữ Văn Lan, người làng Yên Tử, huyện Tiên Minh, tỉnh Hải Dương. Về sau, bà được nhà Mạc truy tặng là Từ Thục Phu Nhân. Nguyễn Bỉnh Khiêm từ nhỏ đã sớm hấp thụ cái văn tài học hành của cả hai thân mẫu và truyền thống gia giáo kỷ cương của gia đình. Đặc biệt, ông chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ, là người phụ nữ thạo kinh sử, giỏi văn chương, tinh thông địa lý, đặc biệt là về khoa lý số và tướng pháp. Kén chồng mãi đến gần 30 tuổi, bà gặp ông Văn Định và chịu thành duyên vì cho là ông có quý tướng. Về sau, có lần qua bến đò, bà ngẫu nhiên gặp Mạc Đăng Dung, bấy giờ đang làm nghề đánh cá nuôi thân. Bà nhìn tướng mạo Đăng Dung mà chép miệng thở dài tiếc nuối vì hội ngộ muộn màng. Bà tiên đoán là Đăng Dung về sau làm nên nghiệp lớn. Đẹp duyên với ông Văn Đình, bà hạ sinh một trai đầu lòng khôi ngô tuấn tú và đặt tên là Bỉnh Khiêm, ý là lúc nào cũng giữ nét khiêm tốn nhún nhường. Năm 4 tuổi, Bỉnh Khiêm đã biết nói rành rẽ, không bao giờ vấp váp trong ngôn ngữ và đặc biệt thông minh lạ thường. Ông đã bắt đầu học tứ thư và ngũ kinh bằng cách truyền khẩu của thân mẫu dạy cho. Sách Đại Việt Sử Loại Tiệp Lục chép rằng, một hôm vợ đi vắng, ông Văn Đình ở nhà, bồng con dạo chơi. Nhìn thấy ánh trăng, cao hứng nên ông ngâm rằng, Nguyệt treo cung, Nguyệt treo cung. Nguyễn Bỉnh Khiêm liền đọc nối liền, vén tay tiên, hốt hốt trung. Khi vợ về, Văn Đình thuật lại, cho rằng con mình là thần đồng xuất thế, liền bị bà trách rằng, Nguyệt là tượng của bầy tôi, sao ông lại dạy con câu ấy? Câu chuyện tuy nhỏ, nhưng cái tư tưởng muốn đào tạo con trở thành vị thiên tử dựng nghiệp lớn, giúp nước cứu đời của bà, thì thật là lớn lao. Sử viết rằng, về sau, bà chán nản và bỏ đi, và bước thêm một bước nữa, hạ sinh ông Phùng Khắc Khoan, tức là Trạng Bùn sau này. Với niềm thôi thúc đó của mẫu thân và sự cố gắng trau dồi rèn tập của phụ thân, nên khi nghe cụ Bản Nhãn Lương Đắc Bằng nổi tiếng về đức cao học rộng, Nguyễn Bỉnh Khiêm liền xin theo thụ giáo. Với trí tuệ mẫn tiệp, thông minh từ nhỏ, gặp thầy giỏi, Nguyễn Bỉnh Khiêm khác nào như rồng gặp mây. Khi tài năng kiệt xuất nổi tiếng, tài học vấn uyên thâm của ông đã vượt xa cả thầy của mình. Tương truyền, Lương Đắc Bằng là người giỏi lý học, đã đem sách Thái Ất Thần Kinh ra dạy học trò mình. Tuy vậy, nhưng có những điều trong sách ấy, cả Lương Đắc Bằng cũng không hiểu được. Thế mà sau này, Nguyễn Bỉnh Khiêm lại tinh thông cặn kẽ. Về sau, cụ Lương lại gửi con trai của mình là Lương Hữu Khánh cho Nguyễn Bỉnh Khiêm dạy dỗ. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra giữa một thời kỳ cực thịnh của nền văn hóa nước nhà, đời Hồng Đức thứ 22, nhưng lại trưởng thành trong một giai đoạn lịch sử vô cùng rối ren. Nhà Lê, bắt đầu từ triều đại Lê Uy Mục trở về sau,
vận nước suy dần. Vương triều Lê xảy ra lắm chuyện thương luân bại lý, kỷ cương rối loạn. Các phe phái trong triều đố kỵ, chém giết lẫn nhau. Cuối cùng thì Mạc Đăng Dung lợi dụng sự tin yêu của vua Lê, chuyên quyền tiếm vị nhà Lê, lập ra triều Đại Mạc và xưng đế hiệu. Giai đoạn này, nhân tâm ly tán, cuộc thế đảo điên, đạo đức xã hội xuống dốc tồi tệ. Cảnh lừa đảo, giết chóc, làm xáo trộn nếp sống của người dân hiền hòa. Kẻ quyền thế thì nuôi mộng tham tàn, vì quyền lợi mà chém giết lẫn nhau, cho dù là máu thịt đi nữa. Suốt giai đoạn thiếu thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm, không thi thố tài năng gì. Dù hiếu học và thông minh, lại dốc tâm học hành, nhưng bước đường khoa cử và công danh thì cứ mãi trì trệ. Chỉ vì loạn lạc liên miên, thi cử bị hoãn thường xuyên. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, chỉnh đốn lại trường thi, đặt định lại khoa cử, thì Nguyễn Bỉnh Khiêm lại không muốn xuất chính. Vì tiên đoán rằng nhà Lê sẽ trung hưng, nên ông muốn giữ trọn đạo thần tử với nhà Lê và náu mình chờ thời. Nhà Mạc sau khi cướp ngôi, thiếu thốn nhân tài cực độ, rất cần số nho sĩ có danh vọng ra quy phụ, nên họ Mạc bắt buộc các sĩ phu phải ra ứng thí để triều đình tuyển dụng nạp hiền. Vì sự thuyết phục của gia đình và bạn bè, Nguyễn Bỉnh Khiêm lều chổng lên đường ứng thí. Lúc bấy giờ ông đã 44 tuổi. Khoa thi hương năm ấy, ông đỗ giải nguyên, tức là đỗ đầu khoa, chiếm cử nhân. Năm 1535, đời Mạc Đăng Doanh, niên hiệu Đại Chính thứ 6, Nguyễn Bỉnh Khiêm trúng tuyển đệ nhất giáp, đệ nhất danh khoa thi đình, được chọn làm đệ nhất trạng nguyên, tức là đỗ đầu khoa, chiếm tiến sĩ. Vì thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm là người tài đức vẹn toàn, vua Mạc rất quý mến và đặt cách trọng dụng. Nguyễn Bỉnh Khiêm được cử làm lại bộ tả thị lang, kiêm đông các đại học sĩ. Từ đó, Nguyễn Bỉnh Khiêm làm quan với tân triều nhà Mạc. Ông và Mạc Đăng Dung là người cùng tỉnh, quê gần nhau. Nguyễn Bỉnh Khiêm sau nhiều do dự, bèn đem sở học của mình để thực hiện lý tưởng tôi hiền chúa thánh minh với nhà Mạc. Đây cũng là lý do đã khiến Nguyễn Bỉnh Khiêm nhập thế và bước vào quan trường. Lúc này, Mạc Đăng Dung đã nhường ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh và lui sau rèm làm Thái Thượng Hoàng. Đăng Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược. Nguyễn Bỉnh Khiêm hy vọng với nhân vật này, triều đại mới có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng rối ren, triều đại Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Nhưng niềm tin đó đã bị thất vọng. Bọn gian thần vẫn công nhiên hoành hành, thối nát vẫn hoàn thối nát. Nguyễn Bỉnh Khiêm dâng sớ xin nghiêm trị 18 tên lộng thần. Sớ tâu không được xét, triều đình cố ý làm ngơ. Hầu như chí bất thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm bèn cáo bệnh xin về chí sĩ, bảo toàn danh tiết và khí tiết, kết thúc 8 năm duy nhất trong đường quan lộ của cuộc đời mình. Vua Phúc Hải nhà Mạc không ngăn được, đành phải chuẩn y cho ông cáo lão quy điền. 2 năm sau, vua Mạc lại gia phong Nguyễn Bỉnh Khiêm chức Trình Tuyền Hầu, nghĩa là so sánh ông như Trình Di và Trình Hiện, hai nhà triết học khai phá phái Lạc Dương của Tống Nho. Và từ đó, người đời thường gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm là Trạng Trình. Sau khi từ quan, Nguyễn Bỉnh Khiêm về làng, lập am tu dưỡng, đặt tên là Bạch Vân Am và lấy hiệu là Bạch Vân Cư Sĩ. Ông dựng một cây cầu dùng để ra đó hóng mát, đặt tên là Nghinh Phong Kiều. Một cây cầu khác được dựng trên một cái nhà mát trên sông Tuyết Giang, đặt tên là Trung Tân Quán. Danh xưng Tuyết Giang Phu Tử, nghĩa là bậc thầy ở sông Tuyết Giang, là do các môn đệ của ông đặt cho, cũng từ khoảng thời gian này. Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sống một quãng đời nhàn vật, từ bỏ mọi vinh quang phú quý mà tìm lấy sự thanh tĩnh vô vi của đạo lão trang. Vui với cỏ cây, bạn cùng muôn thú, lấy gió mát trăng thanh làm nguồn cảm hứng sống tự tại trong thú yên hà. Ông thường ngâm nga: ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người không người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Hoặc là: nghêu ngao vui thú yên hà, mai là bạn cũ, hạt là người quen.
sau khi về Trí Sĩ, Nguyễn Bỉnh Khiêm mở trường dạy học. Vì gần xa hâm mộ tài đức ông, học trò xin về thụ học có đến hàng ngàn. Nhiều người về sau trở thành những nho sĩ nổi tiếng và chịu ảnh hưởng rất nhiều ở ông như Nguyễn Dữ, Nguyễn Quyện làm thừa tướng Thượng Tể, tước Thượng Quốc Công, Giáp Hải, Đỗ Trạng Nguyên làm đến chức Lại Bộ Thượng Thư, phong sách Quốc Công, Phùng Khắc Khoan, Đỗ Trạng Nguyên sau nghe lời thầy vào giúp vua Lê ở Thanh Hóa, Lương Hữu Khánh, chức Binh Bộ Thượng Thư, phong Trung Hưng Công Thần. Một trong những học trò thành đạt ấy có Nguyễn Dữ, là tác giả của bộ sách Truyền Kỳ Mạng Lục, được Nguyễn Bỉnh Khiêm bổ chính và được Vũ Khâm Lân phê là Thiên Cổ Kỳ Bút. Với tài đức hơn người và cách xử thế rất mực khôn ngoan, Nguyễn Bỉnh Khiêm không những được vua Tôi nhà Mạc tôn như bậc thầy, mà ngay cả những bậc danh thần của nhà Lê cũng đều kính nể. Ngoài những phẩm vật ngọc ngà gấm vóc, đôi khi đích thân vua Mạc ngự giá về quê thăm hỏi ông. Đặc biệt, khi nước có việc quan trọng, vua Mạc hoặc sai sứ đến hỏi, hoặc triệu mời Nguyễn Bỉnh Khiêm về kinh đô bàn bạc. Những thái độ săn sóc và ân cần đó của triều Mạc, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tỏ ra không hợp tác ngay từ thái độ và cả trong thơ của mình. Chẳng tài ơn đội được thân vinh, săn sóc làm chi luống bận mình. Thực học đủ đâu cho kẻ trọng, hư danh càng tỏ khiến người khinh. Năm 1552, Nguyễn Quyện cùng với Nguyễn Thiền, Nguyễn Thận, Nguyễn Mãi và Lê Bá Hy bỏ nhà Mạc vào Thanh Hóa giúp vua Lê Trang Tông. Đến năm 1557 thì kéo quân đánh nhà Mạc rất dữ ở vùng Sơn Nam. Mạc Phúc Nguyên lo sợ, ăn ngủ không yên, bèn sai sứ đến hỏi kế Nguyễn Bỉnh Khiêm, hy vọng vì tình thầy trò mà khuyên can Nguyễn Quyện. Nguyễn Bỉnh Khiêm vì sống dưới triều Mạc, cộng với tư tưởng không tán thành chiến tranh tàn sát, nên ông đã viết cho Nguyễn Quyện lá thư ngắn gọn rằng: đạo ở mình ta có khó gì, phương chi chí khí đã tương kỳ, nghìn năm quân phụ cương thường đó, trung hiếu một lòng chớ đổi đi. Vì là người rất tôn sư và kính nể thầy, nên sau khi nhận thư và sự thuyết phục của Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Quyện đã đem quân về với triều Mạc. Sở trường của Nguyễn Bỉnh Khiêm là lý học. Ông nối được cái học của mẹ về thuật số, lại được học sách Thái Ất Thần Kinh, cho nên hầu như những sách chép về ông là chép về những việc ông biết được việc sẽ xảy tới. Uy tín về học vấn uyên thâm này của ông không những lan rộng khắp nước, đến Chu Sáng nhà Thanh còn phải ca tụng trong Đại Việt Sử Loại Tiệp Lục rằng nhân vật ở lĩnh Nam về lý học có trình tuyền, truyền tụng đến Trung Quốc. Năm 1556, vua Lê Trung Tông mất, lại không có con. Thái sư Trịnh Kiểm nhân cơ hội này muốn tiếm ngôi, song còn ngại lòng dân, nên còn ngần ngại. Trịnh bèn sai sứ đem lễ vật đến hỏi ý Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông không trả lời sứ Trịnh câu nào, chỉ quay lại bảo rất to với gia đồng rằng: năm nay không được mùa vì tại lúa giống không tốt, các ngươi nên tìm giống cũ mà trồng. Sứ về tâu lại, Trịnh Kiểm hiểu ý, bèn đưa người cháu năm đời của ông Lê Trừ là Duy Ban lên làm vua, tức là vua Lê Anh Tông. Năm 1568, Đoan Quận Công Nguyễn Hoàng thấy anh mình là Nguyễn Ung bị chính anh rể mình là Trịnh Kiểm sát hại. Lo vì số phận của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, nên Nguyễn Hoàng đã ngầm cho sứ giả đến hỏi trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm về kế lánh nạn. Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp sứ, và cũng với thần thái ung dung xưa nay, ông thủng thỉnh đi ra sau vườn, đứng nhắm hòn non bộ và ngâm rằng: hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Ngụ ý là dựa vào giải hoành sơn mà lập nghiệp muôn đời. Nguyễn Hoàng hiểu ý, tức tốc đến xin anh rể là Trịnh Kiểm cho mình vào trấn thủ vùng Thuận Hóa, tính từ đèo ngang trở vào. Và cùng gia quyến và tùy tùng, không trống không kèn, ngay trong đêm, lên thuyền lánh nạn vào Nam.
chỉ với một lời nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm đã là nền móng cho cả một cơ đồ gian sang tộc Nguyễn Phúc. Nguyễn Hoàng đã thoát thân vào Đàng Trong và gây dựng nên một miền Nam trù phú và hùng cường. Về sau, Nguyễn Hoàng được truy tôn là Nguyễn Thái Tổ, cũng là chúa tiên, quốc chúa, vị chúa Nguyễn đầu tiên sáng lập vương triều Nguyễn, và cũng là vị khai tổ của người dân toàn miền Nam. Thời ấy, tại Thăng Long, chú Trịnh vẫn ra sức ức hiếp vua Lê và muốn phế bỏ Phát đi. Trịnh lại cho sứ đến xin ý Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông cũng không trả lời thẳng như từ bấy lâu nay. Lẳng lặng dẫn sứ giả ra thăm chùa, ông quay qua nói với nhà sư: giữ chùa thờ Phật thì an hoảng. Ngụ ý là ông khuyên chú Trịnh cứ tôn phò nhà Lê thì quyền hành tất giữ được, mà tự ý phế lập sẽ dẫn đến binh đao. Năm Ất Dậu 1585, Nguyễn Bỉnh Khiêm ốm nặng và biết mình không thể sống lâu được nữa. Ông bèn thảo một sớ dân vua Mạc, trong đó có đoạn: thần suy tính độ số, thấy vận nước nhà đã suy, vận nhà Lê đã đến hồi tái tạo, ý trời đã định, sức người khó theo. Song nhân giả có thể hồi thiên ý, xin nhà vua hết lòng tu nhân phát chính, lấy dân làm gốc, lấy nước làm trọng. Trong sửa sang văn trị, ngoài chuyên cần võ công, may ra giữ được cơ nghiệp tổ tiên, thì thần chết cũng được thỏa lòng. Vua Mạc Mậu Hợp sai sứ về thăm bệnh, nhân tiện hỏi ý Nguyễn Bỉnh Khiêm về việc mai hậu của nhà Mạc. Ông chỉ nói ngắn gọn rằng: Cao Bằng tuy đất hẹp, nhưng có thể giữ được vài đời. Quả nhiên về sau, khi nhà Lê Trung Hưng đánh bại nhà Mạc, con cháu họ Mạc tháo chạy về mạng Cao Bằng Lạng Sơn, truyền thêm được hai đời vua Mạc nữa mới diệt vong. Đúng y như lời Nguyễn Bỉnh Khiêm đã tiên đoán trước khi từ trần: Cao Bằng tuy thiển, khả diên sổ thể. Ngày 28 tháng 11 năm 1585, năm Ất Dậu, niên hiệu Duyên Thành năm thứ 5, đời Mạc Mậu Hợp, Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời. Ông tạ thế ở tuổi 95, tuổi thọ hiếm có đương thời bấy giờ. Vua Mạc Mậu Hợp cử Khiêm Vương Mạc Kính Điển làm khâm sai, cùng các quan văn võ trong triều về dự tế, tỏ lòng trọng thị, và truy phong Nguyễn Bỉnh Khiêm làm lại bộ thượng thư, thái phó trình quốc công. Hai đời tổ khảo đều được phong ấm. Vua Mạc cấp 100 mẫu ruộng tự điền và phát cho quan sở tại 3.000 quan tiền để lập đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đền ấy đặt trước cửa dinh nhà ông, và đích thân vua đề dòng chữ: Mạc Triều Trạng Nguyên, Tể Tướng Từ. Tuy đương thời được người đời trọng vọng vì tác phong đạo đức, vì tài ba lỗi lạc, nhưng với tư tưởng ở triều đại phong kiến, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phạm vào điều kỵ của luân lý Khổng Mạnh, đã lỗi đạo vì cúi mình theo thời nhà Mạc, một kẻ phản nghịch tiếm ngôi nhà Lê. Chính vì sự buộc tội này mà sau khi mất, Nguyễn Bỉnh Khiêm không được đem vào thờ trong văn miếu, là nơi thờ cúng đức Khổng Tử và các môn đệ của ngài, cũng như các bậc danh sĩ đại khoa. Đây là lời buộc tội khắc nghiệt và cố chấp của chế độ phong kiến ngày trước đối với một nhân tài lỗi lạc và đức độ, một nhà giáo dục hiếm có trong thời loạn như Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm, trừ thời gian 8 năm ngắn ngủi ra làm quan, còn lại chỉ là ẩn dật trong thôn giả. Tuy chỉ quanh quẩn thú điền viên với cây cỏ xóm làng, xa cách với quốc sự, nhưng ông luôn theo dõi thời cuộc. Sách Đại Việt Sử Loại Tiệp Lục viết: tuy ở nhà 44 năm mà lòng không ngày nào quên đời, lòng ưu thời mãn tục đều lộ trong thơ. Uy thế tinh thần của Nguyễn Bỉnh Khiêm rất lớn, ảnh hưởng sâu xa đến sĩ phu và dân chúng. Cả vua chúa và triều thần đều coi ông như bậc cố vấn quân sự. Sự ảnh hưởng đó còn mãi lan rộng đến thời sau. Cho nên, khi có người đã ví Nguyễn Bỉnh Khiêm như cây đại thụ che rợp bóng cả nền văn học thế kỷ 16, thì quả thật không cường điệu là bao.
qua tiểu sử và giai thoại về Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi rằng, trong khi ông không tích cực giúp đỡ một triều đại nào đương thời, mà lại góp ý sang đều với Lê, Trịnh, Mạc và cả Nguyễn nữa, nhưng tại sao ông vẫn được các triều đại đó đề cao vào bậc trọng vọng nhất? Có phải các triều đại ấy không biết thái độ lưỡng diện của ông, hoặc là do họ vì quá phục tài mến đức ông mà không chấp nhất? Vấn đề không đơn thuần như vậy. Nguyễn Bỉnh Khiêm không xuất thân từ một cự tộc lớn, chỉ là con một gia đình nho sĩ và bản thân sống thanh bần suốt đúng nửa đời người, năm 40 tuổi mới đi thi. Tuy chưa đỗ đạt nhưng ông nổi tiếng là người học giỏi, sĩ tử xin theo làm học trò nhiều vô kể. Phần lớn những sĩ tử ấy trở thành những người có danh vọng, học giỏi, người làm quan to rải rác khắp các triều. Họ suy tôn Nguyễn Bỉnh Khiêm là bậc phu tử, là thủ lĩnh tinh thần như hòn núi Thái Sơn trong nền văn học và đạo đức. Trong bài văn tế ông, do Nguyễn Thời Trung thay mặt các môn đệ đọc, đã ví sự nghiệp Nguyễn Bỉnh Khiêm như các vị hiền triết thời xưa, nối nghiệp Khổng Tử và Mạnh Tử, đạo tiên sinh muôn thuở vẫn còn. Trong khi đó, cả vua và chúa lúc bấy giờ không có được một phần nhỏ lớp sĩ phu theo phò giống như Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ám hại ông là gây phẫn nộ cả tầng lớp sĩ phu đông đảo, mà chính giới sĩ phu ấy, cả vua và chúa đang dựa dẫm vào để giữ ngai vàng thống trị của mình. Lê Mạc và Trịnh tỏ thái độ chiêu hiền đại sĩ, âu cũng là một cách nạp hiền cho triều đại chính họ. Hơn nữa, sĩ phu thời trước đó, của thế kỷ 14-15, như Nguyễn Trãi của Lê Thánh Tôn, họ hăm hở đem sở đắc của mình mà phò vua một lòng một dạ. Song ở thời của Nguyễn Bỉnh Khiêm, ý thức quân thần đã có phần nào suy xiển. Vua tôi ở cái thế coi chừng và dòm ngó lẫn nhau. Tôi chọn vua mà theo, hoặc không theo ai cả. Về nhà sống mai danh ẩn tích mà chờ thời, không cần phải áy náy vì lỗi đạo quân thần hay phò vua giúp nước. Trong khi đó, nước nhà thì loạn lạc chiến tranh, gây kinh tế trì trệ, dân tình đói khổ. Nơi mà bá tánh nương tựa lại là các bậc sĩ phu, chứ không phải triều vua hay phủ chúa. Do đó, các bậc thầy, bậc đạo trưởng của nho học, vị tiên sinh của sĩ phu như Nguyễn Bỉnh Khiêm, đều được vua chúa kính nể và kiêng vì, là việc tất nhiên. Về tác phẩm, Nguyễn Bỉnh Khiêm, vị trạng nguyên của thời Lê Mạc, đã để lại cho hậu thế những tác phẩm văn thơ giá trị, hầu hết là theo thể thơ Đường Luật và thể cổ phong. Về Hán thơ, ngày nay còn lưu hành Bạch Vân Am thi tập, gồm hàng trăm bài thơ. Ba bài ký là Trung Tân Quán Ký, Thạch Bích Ký và Quá Kim Hải Môn Ký, và độ ngót 1000 bài thơ khác. Về văn học viết bằng chữ nôm, ngày nay còn lưu hành Bạch Vân Quốc Ngữ thi tập và một vài quyển sấm. Tựu chung, thơ bằng quốc âm của Nguyễn Bỉnh Khiêm còn lại hơn trăm bài và số câu sấm viết theo thể lục bát. Nguyễn Bỉnh Khiêm là người đã sống rất nhiều trong ngót gần một thế kỷ dài, nên thơ của ông mang tính hiện thực và tính triết lý sâu xa của thời cuộc. Sự mâu thuẫn giữa triều thần, sinh phân tranh quyết liệt, sinh linh đồ thắng. Non sông nào phải buổi bình thời, thù đánh nhau chi khéo nực cười, cá vực chim rừng ai khiến đuổi, núi xương sông máu thảm đầy vơi. Hoặc biểu hiện sự suy tàn về đạo đức trong xã hội, nhà đem bẻ làm củi, trâu cày giết thịt ăn, của thì đua nhau cướp, hiếp dân dụ vợ người. Hoặc nêu lên cảnh sống xa hoa dâm dật của giai cấp quý tộc, thói tà tích hoang dâm lưu lệ, sang thì quen thói kiêu căng, giàu thì xa xỉ, há rằng một ai. Hoặc thâm thúy hơn, nhưng lại là sở trường của Nguyễn Bỉnh Khiêm, đó là cách nói mơ hồ bóng gió, đặt theo dạng thơ, vần điệu nhịp nhàng như một bản trường ca, được gọi ngắn gọn là sấm. Sấm là cách nói quanh co uốn khúc, dùng vật mà nói việc, nói người. Mới nghe thì chung chung dễ hiểu, nhưng nghĩa bóng thì trùng trùng ứng nghiệm, tiên đoán đến các biến chính của dân tộc suốt chiều dài gần 500 năm. Chính vì không thể tiết lộ cái lẽ huyền vi thâm diệu của thiên cơ, nên sấm chỉ có thể là lời nói tượng trưng, sâu xa khó hiểu. Hậu thế phải thật thấu đáo mới thấy sự hiệu nghiệm đúng sai. Hà thời biện lại vi vương, thử thời bắc tận, nam trường xuất bôn.
Lời sấm ấy của Trạng Trình đã tiên tri đúng diễn cảnh chính trị của hơn 200 năm sau, khi Nguyễn Nhạc, một tên biện lại, khởi binh xưng vương. Nhà Tây Sơn diệt chúa Trịnh ở phương Bắc, đuổi chúa Nguyễn ở phương Nam lập nền đế nghiệp. Nguyễn Hữu Chỉnh, một danh tài đất Bắc Hà, được phong tước quận công, là người kiêu căng tự phụ, thường nói rằng nhân tài xứ Bắc chỉ có mình tôi, và thường ví mình có chí lớn như chim bằng. Người đương thời gọi ông là quận bằng, bằng quận công hay Tống Chỉnh. Vì chí giang hùng bất thành, Nguyễn Hữu Chỉnh bị thuộc hạ của Nguyễn Huệ là Vũ Văn Nhậm phanh thây và vứt cho chó ăn. Thế là chim bằng đã gãy cánh, đúng như lời tiên tri của Trạng Trình 200 năm trước. Chim bằng cất cánh về đâu? Chết tại trên đầu hai chữ quận công. Nhà Nguyễn, một dòng dõi chính thống vương triều, Gia Long đã nhờ vào Pháp để diệt Tây Sơn, nhưng lại mất chủ quyền đất nước cũng từ tay người Pháp, ứng nghiệm vào hai câu sấm của Trạng Trình ngót mấy trăm năm trước. Phụ nguyên chính thống hẳn hoi, tin dê lại mắc phải mồi đàn dê. Lại thêm bốn câu tiên tri về tương lai của vương triều Nguyễn rằng: để loài bạch quỷ nam xâm, làm cho trăm họ khổ trầm lưu ly. Ngai vàng gặp bụi khuynh nguy, gia đình một ở, ba đi dần dần. Để cho loài bạch quỷ Pháp thông tính, khiến muôn dân khốn khổ chia lìa. Đến cả ba vua triều Nguyễn là Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân cũng dần dần bị đầy sang các xứ thuộc địa của Pháp. Chỉ còn mỗi mình vua Khải Định là được tại triều nhà Nguyễn mà thôi. Lời sấm tiên tri của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ứng nghiệm dù hàng thế kỷ sau. Tuy nhiên, khó mà hiểu thông suốt được cái bí ẩn tiềm tàng trong những lời lẽ thâm diệu ấy. Ngoài ra, Nguyễn Bỉnh Khiêm còn dùng cách nói úp mở trong những trường hợp gặp khó khăn, mà đời ông cứ dùng đi dùng lại trong những lần bị ép làm cố vấn quân sự cho cả vua và chúa. Có thuở được thời, mèo đuổi chuột, đến khi thất thế, kiến tha bò. Trong tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm, dù là trùng trùng ẩn ý điều thâm diệu, nhưng cách nói cụ thể và trực tiếp ta đều thấy rải rác trong các tác phẩm thi ca của ông. Khi mỉa mai bọn giàu sang đối với kẻ nghèo khổ trong xã hội, ông lại cụ thể không thua gì một bức tranh đời thực. Thấy ai chết đói mặt lòng, tiếc từ nửa chữ, một đồng chẳng cho. Đường gặp kẻ nằm co lạnh lẽo, rét mặt thay, manh chiếu chẳng dời. Hoặc phê phán thế lực của đồng tiền, làm khuynh đảo xã hội. Đời nay nhân nghĩa tựa vàng mười, có của thời hơn hết mọi lời. Thuở khó dù chào, chào cũng lãng, khi giàu chẳng hỏi, hỏi thời quen. Hoặc là còn bạc còn tiền còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi. Về tư tưởng, trong bài tự quyển Bạch Vân Am thi tập, Nguyễn Bỉnh Khiêm trần tình rằng: thơ tất là để nói cái chí. Có người chí ở đạo đức, có người chí ở công danh, có người có chí ở sự ẩn dật. Tôi lúc trẻ nhờ giáo huấn của gia đình lớn lên làm quan, lúc về già muốn ẩn dật. Hoặc thích cái đẹp của sơn thủy, hoặc vui cái mỹ lệ của hoa của trúc, hoặc mượn sự việc mà tự thuật, đều là nói lên cái chí của mình. Vậy nghĩa là ông đã khẳng định rõ ràng nguồn gốc của thái độ ẩn dật của mình là do sự giáo dục từ nhỏ và do sự chiêm nghiệm thế sự khi trưởng thành mà ra. Với tình trạng các quý tộc Lê, Mạc, Trịnh lao vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi và địa vị, số sĩ phu cảm nhận sâu xa cái trật tự khó bề cứu vãn được, một lối thoát duy nhất, đó là xuất thế mà thôi. Nhà không bận chút trần ai, suốt buổi bên sông mở cửa sai. Yên thân buổi loạn là may lắm, giúp nước đời nguy thẹn chẳng tài. Mát mẻ gió đông khi dỗi việc, ngày xuân chút chén thọ đầy nơi. Tư tưởng Tống Nho, loại tư tưởng dung hòa giữa Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp chạm luồng tư tưởng ấy, giống như hạt giống tốt được gieo trồng trên miếng đất màu mỡ mà nảy nở. Cái học thuyết hỗn hợp này, cộng với sự giáo huấn của gia đình, với kinh nghiệm sống và với tình cảm chủ quan, đã tạo thành một Nguyễn Bỉnh Khiêm với một tư tưởng triết lý phức tạp và có nhiều tính chất độc đáo. Học thuyết Lão Tử tuy mang tính cổ sơ,
nhưng lại có tác dụng rất lớn trong triết học văn hóa Á Đông. Lão Tử cho rằng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nghĩa là đạo sinh ra thiên nhiên và loài người. Trời không phải là chủ tể mọi việc trong đời, thiên nhiên và con người không chịu ảnh hưởng của Thượng Đế, mà được tồn tại là do quy luật tự nhiên của đạo. Quan niệm về vũ trụ như thế, nên đạo lão không chủ trương con người can thiệp quá nhiều vào sự phát triển tự nhiên của sự vật. Đó là phát nguyên của thuyết vô vi, khuyến khích con người đừng nhọc công mưu cần sự gì, gác mọi ham muốn, giữ lòng thanh tịnh vô vi, nghĩa là đến với đạo. Vô vi nhi dân tự hóa, không cần lấy nhân, nghĩa, lễ, trí mà ước thúc con người trong phương diện chính trị, vì làm như thế là trái với đạo. Trong khi đó, học thuyết Khổng giáo thì hoàn toàn ngược lại. Sự biến hóa trong vũ trụ là do nhất động nhất tĩnh của thái cực, là có thực, nên vạn vật chi bằng cứ theo sự thực ấy mà sinh tồn và hành động. Có thể gọi là thuyết mệnh trời, vì thế giới là cái nghiễm nhiên bị mệnh trời chi phối. Nhân, nghĩa, lễ, trí là bốn cái đức lớn của tạo hóa. Con người cứ theo những điều ấy trong tam cương ngũ thường mà yên vui trong cuộc sống của họ. Đó là đạo nho, là một danh hiệu chỉ người có học thức và biết lễ nghĩa. Dù thế nào đi nữa, thì luồng tư tưởng ấy, giai cấp thống trị và quý tộc rất tâm đắc mà có được, vì dân ngu phục tùng thánh hiền, tiểu nhân phục tùng quân tử. Với triết lý của Phật học, thì cho vạn vật là do chân như mà ra. Sắc với không cũng là một, sự sinh sinh hóa hóa là cái vọng niệm, chứ không phải là thật. Cũng giống như trăm nghìn ngọn sóng nổi lên, chung quy chỉ có nước mới là thực. Đời là bể khổ, nên chủ trương của triết Phật là đi tìm cái thực ấy, phải tu hành, phải từ bi bác ái, phải xả thân độ thế thì mới gọi là hành đạo. Trong Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta sẽ thấy những lý thuyết hòa hợp và gắn bó, không theo một chủ nghĩa thô lậu nào. Nó trải rác khắp nơi trong văn học của ông. Về đạo lão thì của tự nhiên ấy của chung, dù nhẫn chê khen, dù miệng thế, cơ cầu tạo hóa mặt tự nhiên. Với đạo lý của Nho giáo thì lộc này há quên ơn Chúa nặng, thái bình thiên tử thái bình dân. Với bác ái của đạo Phật thì trung là lòng thiện người ta, tân là chốn thiện, ai là chẳng noi. Với tư tưởng Tống Nho thì suy thịnh hằng lề đắp đổi thay, thế sự tuần hoàn hay đắp đổi. Nguyễn Bỉnh Khiêm quan niệm xã hội không ở trong trạng thái tĩnh, mọi sự vật luôn biến đổi. Thế gian biến đổi vũng nên đồi, mặn nhạt chu cây thế ngọt bùi. Vũng nọ có khi thành bãi cát, đồi kia có thuở lúc hòn đai. Cảnh giàu sang phú quý cũng như thế, sẽ nhạt phai, như hoa kia nở lại tàn, như nước nọ lúc đầy lúc cạn. Thôi nhật nguyệt đưa thấm thoát, án phồn hoa khá lạc phai. Hoa càng khoe nở, hoa càng rửa, nước chứa cho đầy, nước ắt vơi. Những lời bình thế sự sâu sắc ấy đến từ cái triết lý hỗn hợp thấm nhuần trong Nguyễn Bỉnh Khiêm với suốt một đời dài chiêm nghiệm. Sự vật biến đổi là do tương khắc mà ra. Ông nhìn sự vật với hai mặt mâu thuẫn, chúng chuyển hóa và phủ định lẫn nhau làm cho xã hội tuần hoàn. Có lành là có dữ, có họa là có phúc, có thực là có hư, có vinh là có nhục, có khen là có chê, có vắn là có dài, có nhọn là có cùng, có thấm là có phai, và có nở là phải có tàn. Khôn ngoan mới biết thăng thì giáng, dại dột nào hay tiểu có dài, đã khuất bao nhiêu thì lại duỗi, đạo trời lồng lộng chẳng hề sai. Và đó là cái số mệnh của vạn vật, cái vận tuần hoàn của quy luật tự nhiên, không ai thoát được. Và chính vì không sống theo cái biến dịch tất yếu ấy, sinh ra tranh giành giằng co, chiến tranh liên miên. Đây cậy đây khôn, đây chẳng nhìn, đấy rằng đấy phải, đấy không thua. Áo nọ mở còn đua với bụng, lương kia hầu dễ kém chi cò. Chính vì người đời không thấu đáo lẽ tự nhiên ấy nên làm cho xã hội thêm rối ren, nhọc xác tổn hơi, chi bằng cơ cầu tạo hóa mặt tự nhiên. Vì nếu có công danh thì có lụy, có hay thì có, cũng bằng không.
Và khi thấy bất lực trước thời cuộc vô hồi cứu vãn, Nguyễn Bỉnh Khiêm liền chủ trương sự thế vô vi, rút lui để cho xã hội tự nó biến chuyển. Quân tử gẫm hay hơi xuất xử, hẳn là hơn hết, trả hòa hai. Khi ta muốn được, tất rồi sẽ có lúc thua. Khi ta muốn phú quý, tất rồi sẽ có lúc thất thế. Như con bò ngã xuống, kiến tha đi. Hễ kẻ trêu người ắt phải lo, chẳng bằng vô sự ngáy pho pho. Tay kia khéo nắm, còn không mở, miệng nọ hay cười, có lúc ho. Có thuở được thời, mèo đuổi chuột, đến khi thất thế, kiến tha bò. Xem thế, cái xử của Nguyễn Bỉnh Khiêm không hoàn toàn ảnh hưởng chủ trương vô vi nhi dân tự hóa của Lão Tử, và cũng không cần lấy nhân nghĩa lễ trí mà ước thúc con người của Khổng Tử. Cái xử của Nguyễn Bỉnh Khiêm mang tính phạm trù lịch sử hơn, nghĩa là tùy thời mà tiến thoái. Nó gần gũi với cái triết lý của đạo Tống Nho, vì có khách quan sáng suốt và thông cảm với tự nhiên trời đất, thì lý trí mới trong sạch. Lòng vô sự thì tư tưởng nhàn tản mới đâm chọi ra hoa trong hành trình lánh tục của ông, giống như phẳng lặng mặt nước hồ mới phản chiếu rõ ràng ánh trăng sáng tỏ. Một mai một quốc một cần câu, thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người không người đến chốn lao sao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá, xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến bóng cây ta hãy uống, nhìn xem phú quý tự chiêm bao. Nguyễn Bỉnh Khiêm, bậc túc nho thông kim bát cổ, một sĩ phu tài danh lỗi lạc, vị thủ lĩnh tinh thần, là hòn Thái Sơn trong nền văn học và đạo đức Việt Nam.